Hai chào mọi người. Con đẹp quá trời luôn. Để xin đây qua mọi người, đời nó cao chót vót vậy nha mọi người. Đời mới lắm. Nó có bốn cái nấc như cái này là thể hiện cái độ mạnh đó. Mã của nó là B412S. Đẹp. Giật này là có trợ lực nè. Mà cái con này nó đẹp. Tem mát này, cái lưỡi. Lưỡi này hình như là chắc 3 tấc á mọi người. Lưỡi 28 hay 30 gì đẹp y như là mới luôn nha. Nhưng mà cái con này thế này máy hai thì nha. Con này mọi người kéo nó cứng mọi người. Cứng không biết nguyên nhân. Lưỡi thì còn xay được. Xay được bình thường ha, dây cu ro rồi xay bình thường. Ống bụi ra còn đẹp, đời cao chút có đủ đồ hết mọi người, đủ đồ cứng không biết nha, có xả áp luôn này, có bơm sưng phụ luôn này, hơi bị uốn là nó bị cứng máy, nhưng mà không có thời gian để, nói chung là không có thời gian để mở ra để kiểm tra, mà máy nó còn mới lắm. Nếu mà thật sự con này ấy, giá thành của nó cực kỳ cao nha mọi người, giá thành con này cực kỳ cao, em nói cực kỳ cao, giá nó không dưới 5 triệu đâu. Nếu mà mình về mình làm mình dọn rồi lên không dưới 5 triệu đâu, cao lắm. Công suất con này còn khá là ổn nha mọi người, cực kỳ cao. Con này hình như nó tầm chắc bảy mấy cc. Mình có thể lên Google mình search cái thông số cái mã nó để nó ra đủ đồ hết, đẹp lộc lành lộc lánh luôn. Nước sơn là bóng loáng thì cứng máy không có thời gian mở nha mọi người, nên thôi bán rẻ cho mọi người thôi, chứ về mà giật bật 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 thì quá sướng luôn. Con này thì để cho mọi người 1 triệu 6 nha, không bao ship à, giá là quá là hời luôn. Nếu mà mọi người mở ra mà nó ok hết, xử lý ngon lành hết, thì những con này thì giá thành cực kỳ VIP, cực kỳ cao, cao lắm. Đời nó cao, bỏ nhựa không. 1 triệu 6 không bao ship nha, một con duy nhất à mọi người, giờ tại em thấy đẹp quá nên em lấy chứ. Ở trong bãi lấy máy xới rồi về thấy xuống công thấy nó đẹp quá mà nó hơi cứng nên thôi lấy cho vui. Kéo ấy nó chỉ có nhích nhích vô lăng một tí thôi mọi người, nó không chưa không có giật được, không biết nguyên nhân. 1 triệu 6 nha, chào mọi người ha.